Liên Đông phòng ngự vòng bảo hộ giúp hắn đại ấn, hắn một ít tia linh hồn lực nhảy vào trong không trung, sau đó hủy diệt phòng bạo lỗ tung. Mà Quách Lô hạ lệnh tường trường khai, liên động phòng ngự vòng bảo hộ chặn lỗ tung lần thứ nhất. Linh hồn của Vũ Hạo chi lực thì ra là thừa dịp cơ hội này, viễn độn mà quay trở về. Nhị ca, tao trở về cầm ít đồ, lập tức trở về thôi. Vũ Hạo cùng với Lam Cung Hoàn nói. Lam Cung Hoàn nhẹ gật đầu rồi nói, đi đi, đi nhanh rồi về. Được rồi. Vũ Hạo lúc này đã ứng một tiếng, quay người hướng doanh trướng của mình đi đến. Tại đây chỉ có bọn hắn tứ đại trưởng lão cầm đầu, mặc dù nói chung Leo vừa rồi phân phó để cho một đám tà hồn sư ở chỗ này, nhưng cũng không ngón nói tuyệt đối không thể lý khai. Già diện đấu la thân là trưởng lão, đương nhiên sẽ không có người nào cản cho hắn. Các trưởng lão quan hệ ở trong đó cũng cung phụng bất đồng, cung phụng có tà hồn sư, có từ bên ngoài đều là mạnh đại hồn sư, mặc dù địa vị cao thượng, nhưng quan hệ ở trong đó cũng không mật thiết như vậy. Mà các trưởng lão lại bất đồng, bọn họ cơ hồ đều là tại thánh linh giáo ở trong lớn lên đấy, cùng một chỗ đều là hơn 10, trên 100 năm, sở dĩ quan hệ đều rất tốt. Già diện đấu la xem như ở trong đó so sánh không thích sống chung đấy, nhưng cũng cùng với các trưởng lão khác, đã bọn họ vẫn là đều không có trở ngại. Sở dĩ tam trưởng lão, tứ trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì cả. Vũ Hạo dạo chơi phản hồi lại, tự mình lèo phải phương hướng, rất nhanh thì đã trở về. Lam Công Hoàn nhìn về phía của hắn, hắn nhẹ nhàng gật đầu, mà những người khác không có chú ý tới hắn bên này. Nhật Nguyên Đế Quốc ở trong quân doanh binh sĩ lúc này đã là hoàn toàn hành động, quân đội phi tốc triệu tập, một mảnh dài hẹp quân lệnh không ngừng theo trong xoáy trướng truyền ra, không chỉ là hồn đạo trận địa trong đó, không trung cũng tiến hành xuất hiện ra Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện hồn đạo sư. Mặc dù về số lượng lớn nếu so với Thiên Hồn Đế Quốc bên kia thiếu rất nhiều, nhưng ai cũng biết rằng ở trên chiến trường, hồn đạo sư nếu so với hồn sư so với ưu thế hơn nhiều, lương tựa theo liên động hồn đạo khí, bọn họ bản thân là một cái chỉnh thể. Hủy diệt phong bạo bên kia lỗ lớn, lúc này cũng đã dần dần thú nghĩ. Kinh khủng bạo tạc lỗ tung lực cơ hồ là bao gồm Nhật Nguyệt Đế Quốc vượt qua là 1/4 diện tích quân doanh. Tuy nói chỉ là có lỗ tung khu vực ở trung tâm tổn thất lặng lẽ, nhưng một phát bạo tạc cũng mang theo đến trong quân doanh này hỗn loạn cùng với khủng hoảng cực kỳ lớn. Xoay trướng bên kia chẳng những muốn chỉ huy quân đội chuẩn bị nghênh địch, còn phải trấn an quân sĩ, đồng thời chăm sóc người bị thương. Ở trong lúc nhất thời này, toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc doanh trại quân đội ở bên trong đều có vẻ hơi hỗn loạn. Tam trưởng lão cau mày rồi nói, thực là kỳ quái, tại sao có thể có cấp chiến định trang hồn bảo đạn pháo gây ra cho chúng ta ở trong quân doanh bạo tạc lỗ tung đây? Tứ trưởng lão lại nói, có phải hay không chính là bởi vì sai lầm dẫn đến lỗ rồi? Tam trưởng lão lắc đầu, khinh bỉ nhìn hắn một cái rồi nói, không học thức thật là đáng sợ. Thứ hai hồn đạo sư đoàn loại cấp bậc này căn bản là cấp chiến đỉnh trang hồn bảo đạn pháo bắn ra đều không có. Như thế nào mà kiếp nổ đấy, coi như là thú vương cấp hồn đạo sư quân đoàn, tối đa cũng là phân phối một quả, nên vẫn là tiến hành bạo lộ nghiêm mật đấy. Trước mặt chúng ta đại doanh ở bên trong lại là một quả đều không có đấy. Hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn tồn tại, lúc trước ở trong chiến tranh dùng hết rồi. Tứ trưởng lão nghi ngờ rồi nói, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ nói, chúng ta đại danh nghiêm mật phòng hộ như vậy, vẫn còn có gian tế có thể tiến vào trong hay sao? Dù sao ta tự hỏi rằng là không có bổn sự này. Lam Công Hoàn hợp thời chặn lời rồi nói, lần trước ta cùng với Lão Thất đi Thiên Hồn Đế Quốc bên kia dạo qua một vòng, phát hiện ra có người của Sửa Linh Các Học Viện xuất hiện, có phải hay không là bọn hắn động tay động chân. Lúc này đấy, thoạt nhìn tổn thất là tương đương cực kỳ lớn, một cái hồn đạo sư đoàn cứ như vậy không có, còn không nói là binh lính bình thường tổn thất nữa. Tam trưởng lão cho mày rồi nói, đúng vậy, đáng tiếc rằng giáo chủ không cho chúng ta đi ra ngoài hành động, nếu không ta ngược lại màu màu đến xem, đến thuật cùng là chủng loại định trang hồn bảo đạn pháo đạn bắn ra là cái loại gì. Lam Công Hoàn lại nói, giáo chủ cũng là vì chúng ta, vì an nguy của mọi người, người tự nói ít đi vài lời đi. Được rồi, tam trưởng lão lúc này quét mắt liếc, hắn mắt khác cũng là tà hồn sư ngoại trừ Đường Nhã bên ngoài ra, những người khác chứng kiến ánh mắt của hắn đều không hẹn mà là cũng cúi đầu. Vũ Hạo lại nói, nhị ca, nếu không ta đi xoáy trướng bên kia nhìn xem, ta cũng muốn xem đến cuối cùng là tình huống như thế nào. Lam Công Hoàn lại nói, vậy người đi đi, lúc này tâm tình của giáo chủ đoán chừng không quá tốt, người cẩn thận một chút. Được rồi, Vũ Hạo lúc này đáp ứng một tiếng, hướng phía xoáy trướng phương hướng đi đến. Bọn họ chính là tà hồn sư, nhất là phong hào đấu là cấp bậc. Nhật Nguyên Đế Quốc ở trong quân doanh này có địa vị siêu phàm, coi như là hiện tại đã ở trong đại danh giới nghiêm, cũng không ai dám cản trở bọn hắn. Nhìn Vũ Hạo đi, tam trưởng lão nhịn không được rồi nói, giả diện tiểu tử này mấy ngày nay bình thường hơn nhiều, ta cảm thấy ngược lại là thoải mái một chút, nghe nói ngày hắn bị giáo chủ giăn dạy, về sau mấy ngày nay đều không tai họa qua lữ nhân.
Nam Công Hoàn cười ha ha một tiếng rồi nói, hắn cũng là sợ giáo chủ trách tội đi. Tam trưởng lão hừ một tiếng rồi nói, hắn biết sợ sao, giáo chủ nói cái kia tật xấu cũng không phải là một lần hai nữa. Xem ra lần này là giáo chủ hướng hắn hứa hẹn cái gì mới đúng, nhị ca ngươi biết gì không? Lam Công Hoàn lắc đầu rồi nói, ta đây cũng không biết, ngươi phải đi hỏi hắn hoặc là như giáo chủ mới có thể tin tưởng, hắn bình thường cũng là chuyện tốt thôi. Tứ trưởng lão ha ha cười rồi nói, đúng đấy, huynh đệ chúng ta ở lúc trong đó, tiêu tử này nhất định là không bình thường, mỗi ngày đều sống ở bên trong thế giới của mình, bình thường điểm cũng là không tốt, huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kinh nha, ha ha. Hắn bật cười, trong lúc đó tam trưởng lão nhíu mày rồi nói, ta thế nào cảm giác có một chút lạnh, khí trời cũng thay đổi rồi hả? Nam Công Hoàn nghi ngờ nhìn về phía hắn rồi nói, ngươi là già rồi, đã cảm thấy lạnh sao, ta như thế nào lại không có cảm thấy? Phanh một tiếng, không có bất kỳ báo hiệu nào cả, thân thể của Nam Công Hoàn bỗng nhiên cứng đờ, một tiếng lổ vang sau lưng quán vang lên. Ngay sau đó, cả người hắn giống như cùng với đạn pháo thông thường hướng phía trước mà bay ra ngoài. Trong quá trình phi hành, còn đánh bay ra 4-5 tên tu vi kém yếu kém tà hồn sư, nhưng tà hồn sư đó nguyên một đám kêu thảm phun huyết sợ bay ra, thân thể đều là bị va chạm uốn éo, lập tức là không còn sống được. Nhị ca, tam trưởng lão cùng với tứ trưởng lão đều là chấn động. Biến hóa quá đột nhiên, một bóng người có một chút mơ hồ màu xanh cổ lập tức xuất hiện ra ở bên người của tam trưởng lão, khí tức vô cùng sắc bén bỗng nhiên hạ xuống. Tam trưởng lão lúc này quá sợ hãi, hắn tự phụ thực lực cường đại, thế nhưng mà địch phóng thích ra hồn lực chấn động, vậy mà chém ép hắn ngay cả hít thở cũng không khó khăn. Theo bản năng, hai tay vỗ lại, trên người cấp 9 hồn đạo vòng bảo hộ lúc này mở ra, vô địch vòng bảo hộ mở ra. Kịch liền trong tiếng lổ vang này, hắn cấp 9 hồn đạo vòng bảo hộ sẽ là bị xé rách. Vô địch vòng bảo hộ trước kim quáng không ngừng chớp động, vậy mà cũng có dấu hiệu nghiền nát. Vô địch vòng bảo hộ vấn đề lớn nhất là chỉ có thể chế tác ra đến cấp 7. Tu vi hơi thấp ở trong tay hồn sư sử dụng, hiệu quả là cực kỳ tốt, nhưng so phong hào đấu la mặt cường giá đến cùng là kém một chút rồi. Bóng người màu xanh cũng từ từ lùi lên, đúng là Tống lão. Tống lão một kích này đánh tan phòng ngự bên ngoài của tam trưởng lão, ra tay nhiều điện, vô số thanh ảnh ánh sáng màu ảnh đã là đem tam trưởng lão bao phủ ở trong đó. Bên kia, kim sang quang diễm tròa mắt bỗng nhiên sáng lên, trầm tâm tiếng phượng hót ở bên trong. Tứ trưởng lão đã bị một chùm ánh sáng minh hỏa diễm bao phủ. Hắn u minh kiếm cao thấp tung bay, nhưng cũng chỉ có thể là miễn cưỡng chính giữa liên tục bại lui. Lần lượt từng bóng người, cơ hồ là chẳng biết phân biệt được từ trước sau từ chung quanh xuất hiện, nhanh chóng đánh về phía cột tà hồn sư đá bọn họ. Những người này xuất hiện ra thật sự quá đột nhiên, thế cho nên vừa lên tới đến thì là có 6-7 tên tà hồn sư công kích bọn hắn nhận lấy trọng thương. Hơn nữa, Lam Công Hoàn đánh bay 6-7 người, lời này tà hồn sư thoáng một phát tự như là ít đi 1/3 số lượng. Bạo khởi đánh bất ngờ, đúng là xử lý các học viện của mọi người. Kế hoạch của Vũ Hạo ở bên trong, trận chiến đấu này nhất định là phải tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu. Vừa rồi Vũ Hạo phản hồi lại tự mình doanh trướng, là đem xử lý các mọi người đi ra bên ngoài. Thánh Linh giáo giáo chủ mang theo 6 đại cung phụng đi ra bên kia của xoáy trướng. Bên này, tà hồn sư thực lực tổng hợp suy yếu khá hơn rồi. Đợi cơ hội Vũ Hạo sao sẽ buông tha chó. Thiên hồn đế quốc bên kia công, hoàn toàn là đánh nghỉ binh, bọn họ căn bản cũng không có cùng với Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo khí trận địa cùng cứng đối cứng. Đây cũng là Vũ Hạo thương lượng với bọn họ. Để đảm bảo không sợ hở tí nào, Vũ Hạo nói cho Duy Nà công chúa, đêm nay phát động có hai điểm mấu chốt. Một cái chính là ước định cẩn thận thời gian, cái khác chính là chờ bọn hắn chứng kiến Nhật Nguyệt đế quốc bên này phát sinh ra lỗ lớn, xuất hiện ra hỗn loạn. Hai điểm mấu chốt đều xuất hiện, bọn họ bên kia đánh nghi binh mới triển khai. Nếu như bên này bạo tạc lỗ tùng chưa từng xuất hiện, như vậy đánh nghi binh cũng là hủy bỏ mất. Kế hoạch so với ở trong dự đoán còn phải thuận lợi. Thiên hồn đế quốc bên kia chứng kiến Nhật Nguyệt đế quốc ở trong quân doanh, vậy mà sản sinh ra kịch liệt bạo tạc lỗ tùng như vậy, cũng là vui mừng quá đỗi. Thậm chí có một ít cao tầng đều cho là nhân cơ hội này toàn diện phát động thế công mới đúng, nhưng mà bị Duy Na cầm đầu thiên hồn đế quốc cao tầng cự tuyệt. Không có tuyệt đối nắm chắc điều kiện tiên quyết, thiên hồn đế quốc tuyệt đối sẽ không phát động tổng tiến công, bởi vì bọn họ đã tổn thất không nổi. Bên ngoài, thiên linh thành nhóm quân đội này đã là thiên hồn đế quốc cuối cùng là có thể tụ tập lực lượng. Một khi những lực lượng này tổn thất, như vậy thì thiên hồn đế quốc rất có thể không bao giờ có thể nguyên khí rồi. Vũ Hạo thông qua mô phỏng hồn kỹ, đem tất cả mọi người lộ ra ở trong trường bóng của mình, mô phỏng hồn kỹ cùng với cường đại tinh thần lực che giấu xuống, mà ngay cả tam trưởng lão, tứ trưởng lão phong hào đấu là như vậy cũng không có phát hiện ra mánh khóe. Đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết, chính là làm công hoàn tác dụng.
Nam Công Hoàn cùng bọn họ nói chuyện với nhau, lặng lẽ phóng thích ra hồn lực của mình, sau lưng hình thành một tầng cái chắn, tận khả năng ngăn cản bọn họ đối với xung quanh cảm ứng. Lúc này với tại sở lãnh các học viện bên này, mọi người phát động, sinh ra hiệu quả tập kích. Vũ Hào đã làm gì đâu này, hắn có một nhiệm vụ trọng yếu. Xoay chứng bên kia tu tập Nhật Nguyệt Đế Quốc ở trong loại sánh cao tầng cùng với thánh linh giáo lực lượng cường đại nhất. Bên trong động thủ, khoảng cách xoay chứng lại không xa. Một khi thánh linh giáo chủ phát hiện ra không ổn đuổi tới cứu viện, kế hoạch của bọn hắn rất có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy Vũ Hào tiến về xóa trướng bên kia, chính là muốn tại bên ngoài xóa trướng này bố trí một tầng tinh thần lực cái chắn, ngăn cách ngoại giới hồn lực chấn động cùng với thanh âm. Coi như là Tống Lão cùng với Ngôn Tiểu Triết nếu như đi làm chuyện này đều rất khó khăn, bởi vì bọn họ chỉ có thể sử dụng hồn lực để hoàn thành, hồn lực chấn động rất dễ dàng bị phát hiện. Mà Vũ Hào lương tựa theo cường đại tinh thần lực, hơn nữa hắn mô phỏng hồn kỹ, tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực cùng với cường đại tinh thần lực khống chế, hoàn thành dễ dàng hơn nhiều. Nhìn Vũ Hào bình tĩnh sở đi, trên thực tế đã sớm thi triển ra toàn lực rồi. Chiến trường bên này hắn để lại cho một cái khe xấu cũng là trong tinh thần phân thân. Trong thông qua tinh thần phân thân này duy trì mô phỏng hồn kỹ, bồi sự đánh khắc mọi người ẩn tàng thân hình, bên kia chính hắn thì là tận khả năng hoàn thành một cái ngăn cách tinh thần cá chắn mạnh nhất. Tướng xoáy ngoài, chướng khí tức hoàn toàn là ngăn cách ra, để cho Trung Ly Ô không cách nào phát hiện ra động tĩnh bên này. Nhưng Vũ Hạo rất rõ ràng, lúc này đấy không có khả năng giải, bởi vì hắn ngăn cách ngoại giới thanh ấm cùng với hồn lực chấn động, tất cả đều ngăn cách mất, trong xoáy chướng này sẽ tương đối yên tĩnh. Một lát Trung Ly Ô có lẽ sẽ là không phát hiện, nhưng nếu như thời gian dài một tí sẽ rất khó nói.